Đây chính là ảo thuật gia nhí tài năng nhất tôi từng thấy. Dạo này nói quá, lại đi nhặt rác kiếm sống nhá. The hell? Đi ô tô nhặt rác luôn. Em hộp gì đây? Nó hay mày kìa. Bỏ ta. Mình sợ nó. À nó ăn cái này, ăn rồi nè. Thôi hết mùi rồi, hết mùi rồi. Nó có ăn trái cây. Thôi hết gì vậy? Em đi vô để sửa được nha.